Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài số 10 trong loạt bài nói về những vấn đề ngữ pháp căn bản của tiếng Pháp vỡ lòng. Và trong bài này chúng ta sẽ coi các cách dùng của chữ comment. Comment là một trạng từ nghi vấn. Nghi vấn là dùng để đặt câu hỏi. Adverb interrogative. Như vậy chúng ta sẽ thấy là trong tất cả các câu ví dụ, những câu minh họa ở trong bài này thì ở phía sau cùng đều có một cái dấu hỏi. Đầu tiên chúng ta có câu hỏi comment allez-vous mà chúng ta rất là quen dùng. Hoặc là nói một cách thân mật là comment ça va? Đây là những câu hỏi chúng ta phải lên giọng ở cuối câu. Comment allez-vous? Comment ça va? Bạn có khỏe không? Thực sự ra đây không phải là câu hỏi của các nhân viên y tế hỏi mình có khỏe không? Mà chỉ là những câu hỏi xã giao khi gặp nhau. Bạn có khỏe không? Comment allez-vous? Comment ça va? Và khi chúng ta dùng cái công thức comment allez-vous này thì có một chi tiết cần phải nhớ. Đây là trường hợp duy nhất được phép nối và phải nối comment với một nguyên âm đi sau. Comment allez-vous chúng ta được phép nối và phải nối. Trong các trường hợp khác thì không được nối với một nguyên âm đi sau. Mình sẽ coi ở bên dưới. Comment allez-vous là nói với người xa lạ hay là với nhiều nhiều người là comment ça va nói một cách thân mật. Comment s'appelle-t-il, động từ s'appeler là được gọi tức là tên. Người ấy tên là gì? Cái ông ấy, cái anh ấy tên là gì? Comment s'appelle-t-il là comment vous appelez-vous? Bạn tên là gì? Khi chúng ta đi vào trong một lớp học tiếng Pháp thì đây là hai câu mình hay nghe thấy và hay dùng. Comment dit-on chấm 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 en français? Ở đây là một cái từ ngữ, bất cứ từ gì, thậm chí cả là một câu dài. Comment dit-on en français? Cái chữ này này, cái câu này này thì trong tiếng Pháp nói như thế nào? Comment ça s'écrit? Được viết như thế nào? Và khi chúng ta dùng ça thì nó là phải thay cho một chữ gì trước? Tên của một người, tên của một địa danh hay tên của một cái danh từ gì đó mà mình không biết viết thì mình hỏi comment ça s'écrit, động từ écrire là viết, s'écrire động từ phản thân là được viết, cái đó được viết như thế nào? Comment ça, comment cela, ça hay cela là giống nhau. Cela thì formal là nói một cách trang trọng, còn ça cũng giống như cela thì nói một cách bình dân, một cách thân mật. Comment ça, tại sao như vậy? Comment cela, tại sao như vậy? Comment faire maintenant? Comment faire maintenant? Faire là làm. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Hai câu này dường như có vẻ giống nhau nhưng mà nó khác nhau một chút. Comment ça marche? Đột từ marche đây không phải là ý nói về một sinh vật như con người, con thú, nó đi bằng chân, mà nó nói là hoạt động như thế nào, vận hành như thế nào. Comment ça marche? Như vậy chúng ta có thể dùng cho những cái máy này chạy như thế nào. Chúng ta cũng có thể dùng cho những dịch vụ, một cửa hàng, một cửa tiệm. Comment ça marche? Có ổn không? Có khách không? Buôn bán có được không? Trong khi nếu chúng ta dùng động từ fonctionner thì dĩ nhiên là chỉ có những cái máy móc cụ thể. Nó hoạt động như thế nào? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Và đôi khi cũng có thể dùng cho các cái trường hợp trừu tượng nhưng mà tương đối ít, chẳng hạn như là một cái tổ chức đó vận hành như thế nào. Rồi chúng ta được mời vào một cái câu lạc bộ, một cái tổ chức, một cái nhóm thì chúng ta hỏi comment ça fonctionne thì không phải là cái máy nữa nhưng mà nó tương đối, nó cũng cụ thể hơn là comment ça marche. Comment ça marche hoạt động như thế nào? Comment ça fonctionne vận hành như thế nào? Và kế tiếp chúng ta có một câu nói là để hỏi về thắc mắc. Chuyện đó xảy ra như thế nào? Chuyện đó xảy ra như thế nào? Comment ça se fait? Động từ faire là làm, se fait là được làm, tức là cái việc đó, cái sự kiện đó, cái biến cố đó, cái chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Đã được làm như thế nào? Comment ça se fait? Và sau đây chúng ta có hai câu tôi để cái mũi tên để chúng ta sẽ thực tập ở trong phần dưới và chúng ta rất cần để ý. Comment là để hỏi và đây là hỏi tình trạng, hỏi một tính chất. Khi đi với động từ être thì chúng ta phải trả lời bằng một adjective qualificative. Đó là điều rất là quan trọng. Chúng ta trả lời cho câu này, chúng ta phải trả lời bằng một adjective qualificative. Adjective qualificative là những cái trạng từ về phẩm chất. Phẩm chất tức là nói lên tính chất của một cái đồ vật, của một cái sự vật gì đó. Và chúng ta phải dùng tính từ phẩm chất sau động từ être, chẳng hạn là comment est le français, tiếng Pháp như thế nào, thì chúng ta phải dùng một tính từ phẩm chất, chẳng hạn như là nó dễ lắm, nó khó lắm,
Nó rất là hay. Interessant. Interessant, vân vân. Thì đây là những cái tính từ nói lên tính chất của một cái danh từ. Và đây người ta đang hỏi tiếng Pháp. Tiếng Pháp thì như thế nào? Chúng ta muốn trả lời như thế nào cũng được, tùy theo nhận định của mình. Nhưng mà bắt buộc phải dùng một tính từ phẩm chất. Tính từ phẩm chất chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như là to, lớn, to, nhỏ, dài, ngắn, cao, thấp, tròn, méo, xanh, đỏ, trắng, vàng, đắt, rẻ, vân vân. Đó là những cái tính chất. Và khi chúng ta thấy nó đi với comment và đi với động từ être thì chúng ta phải dùng các cái tính từ chúng ta vừa mới nói là adjective, qualificative. Nhưng mà ngược lại, khi chúng ta thấy comment đi với một động từ di chuyển, động từ aller, động từ venir, động từ đi lên, động từ đi xuống, động từ đi tới, động từ thì ở đây chúng ta lại phải trả lời bằng phương tiện di chuyển. Và chúng ta sẽ phải thực tập cái này. Xin tất cả mọi người nhớ cho comment đi với động từ être thì trả lời bằng một adjective qualificative. Comment đi với một động từ di chuyển thì chúng ta phải trả lời bằng phương tiện di chuyển. Comment allez-vous au travail? Bạn đi tới chỗ làm việc bằng gì? Bằng phương tiện gì? Thì chúng ta có thể trả lời là bon, en métro, bằng xe điện ngầm, en bus, hoặc là ở Việt Nam thì ông taxi chẳng hạn, taxi, hoặc đi tới một cái chỗ nào xa hơn, en train hoặc en avion, en train, en avion, vân vân. Bởi vì tại vì comment này đi với một động từ di chuyển là động từ aller, và một chi tiết chúng ta lại cũng phải nhớ không được phép nối. Tôi cố ý để chữ comment đi với động từ aller để cho nó giống ở bên trên. Khi chúng ta hỏi về xã giao, comment allez-vous thì phải nối, được phép nối và phải nối. Trong trường hợp này cũng đi với aller, nhưng mà aller này không có nghĩa là về sức khỏe, có nghĩa là đi, có nghĩa là di chuyển. Bạn đi tới chỗ làm việc thì ở đây chúng ta phải hiểu theo là bằng phương tiện gì và không được phép nối. Chúng ta có thể trả lời là en métro, en bus, en taxi, en train, en avion, vân vân. Và chúng ta sẽ làm những câu thực tập ở hai điểm này. Trong phần số 2 là một số các cái nói khác của comment. Thì trong phần này chúng ta sẽ thấy có những điều chúng ta cũng cần phải học. Có một số điểm nó hơi hơi lạ, hơi hơi cao để dùng cho các anh chị nào muốn nâng cao lên. Còn những điều căn bản thì chúng ta cũng phải biết, chẳng hạn như phần số A này. A này là chúng ta cần phải biết tất cả mọi trình độ. Người ta dùng comment để hỏi lại một cái điều mà mình nghe chưa rõ. Xin lỗi, tôi chưa hiểu rõ. Người ta nói một cái gì đó mà mình chưa hiểu rõ. Comment, je n'ai pas compris. Người ta hỏi mình một cái gì đó mà mình không có hiểu. Mình nói là comment, thế nào, je n'ai pas compris. Hoặc là người ta nói một cái gì đó mà mình nghe không không rõ. Thì mình yêu cầu nói lại. Comment, qu'est-ce que vous avez dit? Cái gì? Bạn vừa nói về cái gì? Như vậy, comment ở trong trường hợp A này, chúng ta thấy nó cũng giống như là pardon. Nó cũng giống như là excusez-moi. Và chúng ta sẽ thấy là nó hoàn toàn giống pardon, excusez-moi, dùng với cái ý nghĩa là hỏi lại người ta nói cái gì mà mình nghe không rõ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất này tất cả mọi người nên học để mà dùng. Thứ hai, để diễn tả sự ngạc nhiên. Comment tu es encore ici? Cái gì? Bạn vẫn còn ở đây hả? Chưa đi hả? Tôi tưởng giờ này bạn đi rồi. Tu es encore ici? Và khi chúng ta thấy comment đi trước là diễn tả một sự ngạc nhiên. Mình tưởng cái người này đi rồi, đi ra sân bay hay đi ra một cái địa phương nào rồi, mà bây giờ lại còn thấy ở chỗ này. Comment tu es encore ici? Hoặc là đây là một cái câu không có vui. Comment c'est comme ça que tu parles? Comment c'est comme ça que tu parles? Bạn ăn nói như vậy hả? Đây là một điều ngạc nhiên, mình không ngờ cái người này lại nói những cái câu như vậy. Nói với một cái cung giọng như vậy thì mình ngạc nhiên. Comment c'est comme ça que tu parles? Nói những cái nội dung gì, nói với cái cung giọng gì mà mình không ngờ. Như vậy phần B là để diễn tả một sự ngạc nhiên. Phần C thì có lẽ không cần cho một số người chúng ta có thể hiểu để biết cũng được. Để diễn tả một cái điều hiển nhiên, chẳng hạn như một người nói là puis-je entrer, tôi có thể đi vào được không? Vào trong văn phòng, vào trong một cái phòng gì đó, hay là vào trong cái phòng riêng của cái người đó, puis-je entrer, tôi có thể vào trong phòng riêng của bạn được không? Mais comment donc,
đây không phải là câu hỏi nữa mà là được chứ, một cái điều rất hiển nhiên, bạn cứ vào đi chứ. À, vào sau cùng, n'importe comment, n'importe là bất kỳ. À, chẳng hạn như chúng ta nói là n'importe, bất kỳ chỗ nào, một người họ hỏi tôi để cái này ở chỗ nào thì mình nói là n'importe, để chỗ nào cũng được. Và tôi có thể tới gặp bạn được không, khi nào, n'importe quand, khi nào cũng được. À, đó là những cái cách là ne bất kỳ, nhưng mà khi đi với comment thì nó không mang nghĩa là bất kỳ như thế nào, mà tệ, xấu, dở. Chẳng hạn như viết gì mà viết dở quá, c'est écrit n'importe comment, một cái bài báo, một cái bài luận, một cái bài trình bày gì đó mà viết không có hay thì mình nói là c'est écrit n'importe comment. Cái anh này anh lái xe rất là ẩu, il conduit n'importe comment, anh ta lái xe mà rất là tệ, tức là muốn dừng thì dừng, muốn ngoẹo thì ngoẹo, muốn đi ra muốn đi vào, nói chung là lái xe không có nghiêm túc, il conduit n'importe comment. Ở bên trên chúng ta vừa học một số cách dùng và một số các cái sắc thái của trạng từ nghi vấn comment, và chúng ta đặc biệt để ý tới comment dit-on ba chấm en français, cái này này trong tiếng Pháp nó là cái gì. Và thứ hai là chúng ta thấy comment khi đi với động từ être thì chúng ta phải trả lời bằng một adjective qualificative. Comment khi đi với một động từ di chuyển, ở đây là chúng ta dùng động từ aller thì phải trả lời bằng một phương tiện di chuyển. Và với ba ý nghĩa này bây giờ chúng ta làm một số câu bài tập. Trong ba câu đầu tiên, câu số 1, số 2, số 3, chúng ta áp dụng cái công thức trong tiếng Pháp nói như thế nào? Ô nhiễm môi trường thì trong tiếng Pháp nói như thế nào? Thì chúng ta dùng cái công thức ở bên trên. Comment dit-on? Ô nhiễm môi trường en français. Comment dit-on ô nhiễm môi trường? En français, français đây là tiếng Pháp, en français là trong tiếng Pháp. Đây là câu hỏi thì chúng ta để dấu hỏi phía sau cùng. Vì đầu đầu câu là một tính từ nghi vấn. Trạng từ nghi vấn là comment, chúng ta phải để dấu hỏi. Comment dit-on ô nhiễm môi trường en français? Thì người kia trả lời là trong tiếng Pháp người ta gọi là la pollution de l'environnement. En français, on dit la pollution de l'environnement. Comment dit-on ô nhiễm môi trường? En français, on dit la pollution de l'environnement. Câu số 2, rau sạch trong tiếng Pháp nói như thế nào? Rau sạch trong tiếng Pháp nói như thế nào? Comment dit-on rau sạch en français? Comment dit-on rau sạch en français? Comment dit-on rau sạch en français? Tức là giống như các cái mẫu ở bên trên trong tiếng Pháp người ta nói cái chữ đó như thế nào thì chúng ta sẽ trả lời là en français on dit. En français, on dit. Les légumes bio. En français, on dit les légumes bio. Légumes là một danh từ số nhiều, nhưng mà chúng ta thấy bio như thế này. Như vậy, bio là một từ viết tắt, chứ không phải đây là một tính từ. Đi với bất kể danh từ nào giống được giống cái, số nhiều số ít thì bio không có thay đổi, bởi nó viết tắt của biologic, tức là thuộc về sinh học. Người ta không cho hóa chất, người ta không có cho các cái biện pháp khác vào, biologic về sinh học, bio. Và do đó người ta tách ra, người ta để lấy cái tiền tố là bio để ghép với bất cứ danh từ nào. Vậy bio này không có feminine, cũng không có số nhiều, nó luôn luôn là invariable. Người ta gọi rau sạch trong tiếng Pháp en français on dit les légumes bio. Câu số 3, tôi thất vọng về kết quả này. Tiếng Pháp nói như thế nào? Như vậy chúng ta vừa mới nói là cái cách nói comment ở chỗ này có thể là một danh từ, có thể là hợp vào hẳn một câu. Comment dit-on? Tôi thất vọng
về kết quả này. Nói ở trong tiếng Pháp, en français. Comment dit-on, tôi thất vọng về kết quả này, en français. Thì chúng ta trả lời là en français. On dit. Ở trong tiếng Pháp người ta nói là on dit. Je suis déçu. Je suis déçu de ce résultat. Résultat là một kết quả. Câu số 4, tôi tên là Philippe Lemoine, viết như thế nào? Để chúng ta, người kia nói là Je m'appelle Philippe Lemoine. Thì chúng ta nghe không ra, chúng ta hỏi là Comment ça s'écrit? Sa là chữ Philippe Lemoine. Comment ça s'écrit? Chữ này được viết như thế nào? Và nếu chúng ta đánh vần chữ này thì chúng ta để ý một cái cách đánh vần như sau. Chúng ta đánh vần là P-H-I-L-I, do P, O. Hai chữ P chúng ta đọc là do P, do P. Và tới cái chỗ gạch, cái chỗ cách xa này chúng ta phải nói là lý loa. Xa hơn một chút. Lý là hơn, xa hơn một chút. Nếu chúng ta không nói lý loa thì cái chữ này nó sẽ dính vào chữ đằng trước, nó sẽ viết như thế này. Mà nếu chúng ta đánh vần P-H-I-L-I-D-P-O lý loa thì nó sẽ tách rời ra L-O-M-O-I-N-E. Tôi tên là Philippe Lemoine là viết như thế nào? Je m'appelle Philippe Lemoine là người kia hỏi comment ça s'écrit? Và câu số 5 chúng ta thấy số 5, số 6, số 7, số 8 là chúng ta sẽ thấy là dùng comment đi với động từ être và chúng ta phải trả lời bằng một tính từ phẩm chất adjective qualificative. Tiếng Pháp như thế nào? Có khó học không? Comment est le français? Nó có khó học không? Est-il difficile? Nó có khó học không? Comment est le français? Tiếng Pháp như thế nào? Thì chúng ta sẽ lấy một cái tính từ phẩm chất, nó khó, nó dễ, nó hay, nó nhẹ nhàng, nó dễ nghe, vân vân. Chúng ta lấy các tính từ phẩm chất ra để trả lời cho câu hỏi này, bởi vì nó đi với động từ être, comment est. Khu phố của bạn thế nào, có yên tĩnh không? Comment est votre quartier? Khu phố bạn đang ở thì như thế nào? Nó có est-il calme? Thì chúng ta trả lời bằng tính từ calme hay là tính từ ồn ào hay là tính từ sạch, tính từ không sạch, vân vân. Thì cũng đó là những cái tính từ phẩm chất. Cuộc sống bên Canada như thế nào? Cuộc sống bên Canada như thế nào? Comment est la vie au Canada? Người ta đang hỏi về một cái tính chất. Ở đây chúng ta thấy thiếu động từ est. Comment est la vie au Canada? Cuộc sống ở bên nước Canada như thế nào? Thì ta muốn hỏi về một cái tính chất, chúng ta phải lấy một tính từ phẩm chất để chúng ta kể cuộc sống bên đó dễ dàng, thoải mái, khó khăn, vân vân, tùy chúng ta. Chuyến đi Việt Nam của bạn ra sao? Trong câu số 8 chúng ta để ý, ở đây chúng ta dùng trạng từ comment, nhưng mà đi với một cái động từ. Ở đây chúng ta thấy là đây đi với danh từ chuyến đi, nhưng mà danh từ này đã được thực hiện rồi. Người đó đã đi Việt Nam về rồi. Và bây giờ chúng ta hỏi chuyến đi đó như thế nào thì phải dùng động từ être này ở quá khứ. Comment était votre voyage au Vietnam? Comment était votre voyage au Vietnam? Chúng ta thấy đây là động từ être ở imparfait để nói về quá khứ mô tả. Các câu sau đây chúng ta sẽ thấy trạng từ comment đi với một động từ di chuyển thì chúng ta phải dùng phương tiện di chuyển. Các bạn sẽ đi nghỉ hè bằng phương tiện gì? Comment partez-vous
En vacances, mình nghe một những người quen của mình sắp đi nghỉ hè thì mình hỏi các bạn đi nghỉ hè bằng cái gì? Bằng xe hơi, en voiture, bằng xe lửa, en train, hay là bằng máy bay, ou en avion? Comment partez-vous en vacances? En voiture, en train ou en avion? Như vậy chúng ta vừa mới nhắc lại là trạng từ nghi vấn comment đi với động từ di chuyển thì phía sau là phải dùng một cái phương tiện di chuyển. Thì câu số 10, cái người này trả lời là chúng tôi sẽ đi bằng xe hơi. Nous partons en voiture. Chúng tôi sẽ đi bằng xe hơi. Như vậy thoải mái hơn. Thoải mái hơn tức là thoải mái hơn đi bằng xe lửa. Thoải mái hơn là đi bằng máy bay. C'est plus agréable. En voiture, c'est plus agréable. Chúng tôi được tự do tham quan nhiều hơn. Thì đây là cái cách nói trong tiếng Việt. Để chúng ta chuyển qua tiếng Pháp thì chúng ta phải nói là chúng tôi có nhiều sự tự do hơn để đi tham quan. Nous aurons plus de liberté pour visiter. Muốn tham quan chỗ nào thì cứ dừng lại tham quan. Muốn tham quan lâu thì chúng ta có thể dừng lâu. Nếu không thì dừng nhanh, không có bị bó buộc. Như vậy chúng ta sẽ có tự do. Nous partons en voiture. Như vậy chúng ta thấy là ở bên trên người ta hỏi là comment này. Comment này. Nhưng mà đi với động từ di chuyển thì ở phía dưới chúng ta phải trả lời bằng phương tiện di chuyển. Chúng ta đi bằng xe hơi. Nous partons en voiture, c'est plus agréable. Nous aurons plus de liberté pour visiter. Câu số 11. Người dân miền Bắc Cực di chuyển như thế nào? Trả lời họ di chuyển bằng những cái xe kéo được kéo, những cái xe trượt được kéo bởi những con chó to khỏe. Comment les habitants de l'Arctique? L'Arctique là vùng ở phía Bắc, cực ở phía Bắc. Comment les habitants de l'Arctique se déplacent? Comment les habitants de l'Arctique se déplacent-ils? Họ di chuyển bằng phương tiện gì? Thì câu trả lời là ils se déplacent bằng en traîneau. En traîneau, chúng ta viết sai. Traîneau và chúng nó được kéo bởi tiré par des chiens, được kéo bởi những cái con chó. Và chúng ta thấy trong cái hình minh họa bên dưới này, ở trên vùng Bắc Cực thì không có đường xá, chỉ có tuyết và băng. Đây là băng giá và người ta muốn di chuyển thì không thể có một cái phương tiện nào khác, không thể đi xe cơ giới được, phải dùng có những cái xe trượt như thế này rồi dùng những con chó để nó lôi đi. Il se déplace en traîneau tiré par des chiens. Và ngược lại ở trong sa mạc thì người ta di chuyển như thế nào? Người du mục là les nomades. Comment les nomades? Nomad là những người du mục rày đây mai đó. Comment les nomades se déplacent-ils trong các sa mạc, dans les déserts? Trong sa mạc thì cũng không có đường xá, chỉ có cát. Và ở trong cái vùng đầy cát như vậy thì người ta di chuyển như thế nào? Thì dĩ nhiên họ có những phương tiện đặc biệt là những cái con lạc đà. Con lạc đà nó có khả năng là chịu được nóng và chịu được khát. Nó có thể đi nhiều giờ mà không cần phải uống. Như vậy đây là phương tiện di chuyển ở trong sa mạc. In se déplace à dos de chameau. Chameau là con lạc đà, ngồi trên lưng con lạc đà để cho nó chở mình đi. Và câu cuối cùng, bạn tới đây bằng phương tiện gì? Bạn tới đây bằng phương tiện gì?
Comment es-tu venu ici? Bạn tới đây bằng phương tiện gì? Thì người bạn của mình trả lời là tôi tới đây bằng xe ôm. J'ai pris une moto taxi. Để tóm lại những ý chính ở trong bài này, chúng ta thấy comment là một trạng từ nghi vấn. Vậy là đây là những câu hỏi. Trạng từ này có thể đi với nhiều loại động từ khác nhau. Nhưng mà nếu đi với động từ être thì chúng ta phải trả lời bằng một tính từ phẩm chất. Nếu đi với một động từ di chuyển thì chúng ta phải trả lời bằng phương tiện di chuyển. Xin chào tất cả mọi người.